Kính chào quý khán giả, mở đầu bản tin là những thông tin mới nhất về cơn bão số 2. Vào hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông nam và cách Nam Định 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 4 giờ sáng mai, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh, Nam Định. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển và tốc độ, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Còn quần đảo Hoàng Sa thì gió giảm xuống chỉ còn cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, đêm nay và sáng mai, khu vực ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình, nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều nay đến khoảng ngày 12 tháng 8 thì khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ ngày mai tại những khu vực này giảm xuống chỉ còn ở ngưỡng là từ 26 đến 29 độ. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.